Xin chào các bạn, hôm nay thì mình với hai đứa nhóc của mình sẽ thực hiện thử thách là ăn me chua chấm với muối ớt nha các bạn. Đây là nãy giờ mình đi hái được một dĩa me nè các bạn, một dĩa me chua ha. Mình chấm với muối ớt nha. Rồi mình có chuẩn bị một chai sữa chiên cho hai đứa nó nha, với vài cái bịch bánh nè các bạn, với mấy bịch bánh. Thì bây giờ đứa nào ăn hết một trái me thì sẽ được thưởng một cái bịch bánh nha các bạn. Các bạn yêu thích video của mình thì các bạn nhớ cho mình một like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới nha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ăn đây. Trước hết bây giờ phát cho đạn trái ha. Đừng phong trái, hai trái nhỏ thôi ha. Hai đứa hai trái nhỏ thôi nha. Rồi chấm với muối ớt rồi nha. Chấm với muối ớt này ăn ha. Ăn hết một trái á thì sẽ được thưởng một bột bánh nha. Chơi nào, chơi nào, chơi trái bự này hả? Rồi chơi luôn, giờ chấm nha, ăn nha, bỏ cái muỗng ra đây đi, thèm quá. Đặt cái mớt này, đặt tới cử rồi. Nó chua quá kìa, mới thì chua, nó chua không tưởng tượng. bỏ hộp có cái hộp. Ông Vy ăn là không có thưởng nha. chưa ăn thử miếng nè, lúc đầu nó chua mà ăn hồi nó hết chua nha. Ông thấy nó ngọt. Lúc đầu chua ăn hồi hết chua. Như đang bay lên thiên đàng vậy đi. Bỏ hộp á. Ngủ quá đi, ngồi dục. Nó chua là chua, cực kỳ chua luôn nha các bạn. Chua không thể tưởng tượng luôn. Các bạn xem video các bạn đừng thèm nha. Ai thèm gắng chịu. Đâm trúng với ớt. Hôm nay mình tranh thủ ăn hết dĩa me thôi. Ở cả 2 4, 6, 8, 10 khoảng 20 cái me. Chưa ăn hết cái me. Nhưng rồi. Mà con không được thưởng. Trời kỳ vậy. Hết chưa? Chơi. Cái gì? Con đang bay lên thiên đàng. Chàng hả trái nè. Còn nửa trái nè. Ê, ba con nhiều. Thôi thử con không? Đây chứ nhỏ luôn. Chấm muối nhiều nhiều quá nó không cay. Đã. Lúc đầu chua các bạn, nhưng mà ăn hồi cái nó cảm giác nó ngọt ngọt lại không có chua. Thôi đi chấm đường đi. Chấm đường đi. Chấm đường nó cũng chua nữa. Chấm muối à, chỉ có muối ớt thôi. Một là chấm với muối, muối ớt này nè. Hai là chấm mắm guốc. Mình có mắm guốc nữa các bạn, nhưng mà lấy mắm guốc nó hôi á, nó hôi lắm. Rồi sợ mấy đứa này ăn không được thôi mình không có lấy mắm guốc các bạn. Chứ mình có ăn kèm mắm guốc với hải, nãy mình tính chấm mắm guốc ăn. Xong giá nữa. Xong thì thôi, không có thưởng đâu. Thôi xong cái này có lấy bột bánh ăn cái này nha. Chắc ăn cái bự. Ừ, nguyên hay không? Tuổi. Đặt hết chưa? Có cặp chén nè.
chua, tưởng tượng đang là như đang bay lên thiên đàng. Bây giờ món ba ăn hết cá, ăn hết cá luôn nè. Còn không, cảm giác sẽ ăn thấy nữa à? Bay lên trời. Bay lên trời luôn ha. Bây giờ chơi hết một trái rồi, bông hoa trái đi. Còn hết đã thêm, còn đã hạt đạt thêm ha. Nó lửa trái nhỏ xíu nè. Bự phải ăn cái bự như nè. Trái bà. Ừ. Chết mình. Ừ, đã ăn cái này nè. Phong ăn cái này thôi. Phong hết cái đó đi ăn cái này nữa. Trời ơi. Trái giá bà. Còn phải cái này rồi. Cho ăn cái này cho. Rồi chấm mớ em đi Đạt. Tiếp tục. Mình ăn trái này cái thứ hai nha các bạn. Tiếp tục là mình sẽ mỗi người ăn thêm một trái nữa là trái thứ hai. Sao có mình con ăn trái thứ ba vậy? Con giỏi. Một cái ăn hết á rồi nè. Chù cho mà ơi, chua. Dở chát gì. Ngon. À hết rồi cha. Cha ăn hết cái này nha. Các bạn thấy mình ăn me thèm á. Các bạn đi hái me ha. Ngày nay mình đi hái me các bạn. Me hái gì mới hái gì mà chấm ăn nó mới ngon các bạn. Các bạn đi kiếm cây me hay các bạn hái về chấm thử ăn. Ăn hết cái này ngon. Chấm mưa ớt ăn thử. Dạ. Ăn hết cái này cực kỳ ngon. Dạ. Ừ, ăn hết ăn thì. Cực kỳ ngon các bạn. Dạ. Đang qua liễu cũ chứ không có gì ra nữa. À. Gì bông? Mua ớt, mua cay cay, mua mặn mặn, chấm với me chua. Để đâu chơi này, hai đứa đâu chơi ngày. Rồi bây giờ chua quá thì uống xì tin nha. Chua quá uống xì tin, chua thêm nha. Đây, cái đá đây. Quỷ nãy ăn. Nè, đây đây, đá cầm đặt. Đây, góp vô. Đây, 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 đây con góp. Ừ, góp đi. Miếng hả? Đó, miếng. Rồi, đó, rồi uống đi. Uống đi rồi xong rồi cái ăn tiếp tục. Đó, thằng đại ca qua nữa kìa. Mình tiếp tục nha các bạn. Đại tử con mèo. Con mèo, chưa ra. Mèo. Chua, đứt mèo đứt. Cứ ăn cái này nha. Nửa xíu ăn. Cứ ăn nha. Ừ. Nửa tiếu à. Ăn cái này nè. Ăn cái này xem ăn bực bắn rồi. Ăn cái này nè. Nào, ăn cái này à. Em muốn tên cái này. Tên em muốn nè. Cho càng nhỏ càng chua cho con. Chấm muối gì hiểu mặn. Mà không chấm muối hiểu chua. Mày vừa chấm mưa thì nó chua không chua. Ba ăn chảy mồ hôi hột, mồ hôi con, mồ hôi mẹ đâu. Ăn chảy mồ hôi vậy con. Con có chảy đâu. Thử thách. Bên này thử thách mình. Định là ăn hết chữ này nhưng mà chắc là ăn không hết rồi các bạn ơi. Gói trời nhiều quá. Ăn hết bữa ăn con sữa lúc ăn nha. Thế này nha. À, tôi ăn thôi. Ăn hết cái mè, ăn miếng mè giá. Ngon hơn. Như vậy là mình ăn được hai trái. Bạn mấy trái còn? Hai trái. Phong ăn mấy trái? Một trái à? Phong ăn con trái à? Dạ. Nguyên mấy trái? Năm. Nguyên năm trái? Ừ. Dữ vậy? Không có chua gì hết trơn á. Gì đó hả? Ừ. Mày ăn thêm trái nhỏ này mày non các bạn. Mẹ này mẹ non nè. Mẹ muốn giấy. Mẹ nhỏ mẹ non nè. Còn trái này nó bự dữ lắm, ăn không nổi đâu. Để ăn bánh nhỏ trái ba. Mẹ non nữa rồi, chứ mẹ non này là nó không có hột nè. Ở trong nó không hộp. Mình gắm mình ăn thêm cái mè non nữa nè. Tiệt chiêu mất dạy. Mè non. Ở trong nó có hộp á các bạn. Có hộp là như cái hộp á hơi nhẫn nhẫn. Cái nó chung hòa với cái mùi chua của mè, nó không có chua hung. Nó bớt chua lại. Bớt chua lại. Ừ. Có cực kỳ ngon. Cực kỳ ngon. Nãy có ăn chưa? Nãy ăn mới là không chua nữa. Ừ, không chua. Mè non non vậy nè. Mè chát. Các bạn ăn mè lựa, các bạn lựa mè non nha.
me non mà nó trái nhỏ 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 vậy nè các bạn. Các bạn chấm với muối ớt ăn. Nếu mà các bạn nhà nào các bạn mà có mắm guốc ha, mà các bạn chấm với mắm guốc ăn là nhức nách luôn nha bạn. Nhức nách luôn. Nhức quá. Là hết nước chấm luôn. Ba. Đi. A few moments later. Ủa rồi. Ăn cháy mà hôi chân bạn. Mẹ thấy quá cầu không? Mình tính ăn hết cái dĩa này nhưng mà ăn hết rồi các bạn ơi. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc rồi các bạn. Các bạn nào muốn thử thách ăn me thì các bạn đi kiếm me đó, mùa này mùa me nè các bạn. Các bạn đi kiếm cây me ha, rồi các bạn hái những cái trái me non non nhỏ nhỏ các bạn. Me đừng có để có hộp á. Thì các bạn về ăn rất là cực kỳ là ngon. Các bạn yêu thích video mình thì các bạn cho mình một like nha, rồi nhấn vào đăng ký kênh. Nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới nha các bạn. Và bye bye, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.